Mưa kết hợp với triều cường đã gây ngập nhiều khu vực tại thành phố Cần Thơ, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Đến thời điểm này, vụ lúa thu đông ở Cần Thơ đã thu hoạch gần 40.000 hecta, diện tích còn lại trên đồng gần 29.000 hecta. Tuy nhiên, do mưa kéo dài kết hợp với triều cường và thiếu máy gặt đập liên hợp, nên giá dịch vụ gặt lúa tăng, trong khi thu mua lúa sụt giảm, gây nhiều bất lợi cho người nông dân. Do mưa lớn nhiều ngày, triều cường dâng cao và thiếu máy gặt đập làm cho tiến độ thu hoạch lúa chậm lại và giá dịch vụ cắt lúa tăng cao. Hiện giá máy gặt đập liên hợp dao động từ 240.000 đồng đến 270.000 đồng đối với mỗi công đất lúa, tương đương 1.000 mét vuông ruộng không ngã đổ. Đối với lúa bị đổ ngã, giá cắt dao động từ 270.000 đồng đến 380.000 đồng một công. Mưa kéo dài khiến lúa ngã đổ, cộng với việc thiếu máy cắt khiến các trà lúa chín quá ngày thu hoạch phải neo lại ruộng, nên giá thu mua bị giảm hơn so với đầu vụ thu hoạch, từ 100 đồng đến 400 đồng một ký tùy giống lúa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ, do tình hình mưa kéo dài kết hợp triều cường dâng cao, diện tích lúa thu đông ở Cần Thơ bị đổ ngã lên tới gần 3.500 hecta. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại dưới 30% là 747 hecta, thiệt hại từ 30 đến 70% là 2.544 hecta và thiệt hại trên 70% là 170 hecta.